Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh channel của mình nha. Ngày hôm nay thì lễ chule pho nhà mình cũng không có ăn uống gì hết, chỉ có là rau ngoài vườn mình bẻ ngày hôm bữa nè, rồi mình sẽ dùng cá khi hôm bữa trước mình có đi chợ mình khoe với tất cả mọi người đó. Thì cá này là nó gần như là cá pha sa vậy đó các bạn. Mình sẽ lấy một mớ mình kho tiêu và một mớ thì mình sẽ nấu canh chua. Mời tất cả mọi người cùng vào bếp với mình nha. Mình sẽ rửa nó nha các bạn. Nè các bạn nhìn thấy nha, cá này giống như cá ba sa vậy các bạn. Sẽ bỏ rau vào các bạn. Trụng lên nào. Ôi các bạn biết không, ở bên Việt Nam mình á, là khi mà mình ăn đọt lan này á, mình trồng á, thì mình ăn nó rất là dễ dàng. Nhưng mà khi mà mình lên Sài Gòn các bạn, mỗi lần mà mình đi chợ mình mua đọt lan này mắc lắm rồi, một bó vậy hả 5-6 ngàn mà có mấy cọng rồi xong. Rửa cá với nước xong thì để tránh cá nó bị tanh thì mình sẽ rửa với rượu nha mọi người. Cái rượu này là mình không uống nữa cho nên mình lấy mình để rửa cá và rửa thịt. Giờ mình sẽ chuẩn bị cái phần cá này để mình kho. Và mình có một miếng hành, me. Sẽ bỏ cá vào nha các bạn. Đây. Đó. Mình sẽ sử dụng cái đầu và cái đuôi để mình nấu. Mình chừa sẽ bắt cái này lên và mình phi cho làm màu, nước màu nha các bạn. Rồi nó đã thành nước màu các bạn, mình sẽ bỏ cái cá vào nha. Đó. Mình sẽ bỏ hành hành vào. Bỏ hành vào. Chiên bỏ cuốn bánh tráng được hả chị? Chút xíu tỏi nữa các bạn. Giờ mình bỏ cá vào xong mình nêm một muỗng hạt nêm, nửa muỗng bột ngọt và hai muỗng nước mắm cùng với một muỗng rưỡi đường. Thì bây giờ mình sẽ xóc lên, các bạn nhìn thấy nè. Đó. Các bạn thấy nước màu nó ra màu đẹp không? Giờ mình sẽ đổ nước vào cho nó sắp sắp cá và bắt đầu mình dặn lửa riu riu mình nấu nha các bạn. Giờ thì cá đã sôi rồi các bạn, mình sẽ đổ cái măng này vào. Đó, cho cái măng này vào các bạn, cho hết vào luôn. Khi hồi nãy mình quên quay cho các bạn xem cái hũ măng trước khi mà mình đổ ra. Bên đây mình mua một lần một hũ gì đó các bạn. Đó, mỗi một lần ăn vậy là nó đủ một nồi luôn các bạn, thấy không? Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ nêm nếm. Rồi cho 3 muỗng đường vô. Một máy quay, một tay cầm máy quay, một tay nêm cho nên hơi lộng cộng nha cả nhà. Rồi, một muỗng muối vào. Đó, nghe chồng em nó khiếu nại không? Chồng em nói nó ăn gì 3 tiếng đồng hồ chưa xong nữa. Rồi. Với một muỗng nước mắm. Mình sẽ đổ hành vào. Đó. Các bạn. Xong. Trộn lên. Rồi, mình sẽ bỏ cái ngò gai vào luôn nha mọi người. Đó. Xong, trộn lên. Bây giờ mình sẽ đẩy cái này qua một bên và mình phi hành, phi tỏi bỏ vào nha mọi người. Phi đã hoàn thành, tắt bếp thôi các bạn và đổ qua nha. Rồi. Đó. Cái nồi cá của mình cũng đã sệt lại nè các bạn. Đó. Trời ơi, chị Loan nhìn cái nồi cá này chị Loan. Rắc tiêu vào, xóc lên, thế là xong. Bắt
Đây ăn cơm mời. Mời mọi người nha, anh Điền ăn trước nha. Ăn mà phải trứng luộc. Đây con, trứng luộc nó dài lắm. Ăn thôi, để đi, khi nào đói ăn. Nói ra mình nói nữa. Nói ăn gì? Ăn cơm kìa đó. À. Cơm một dài nhớ không? Dạ, ăn cơm sáng. Mọi người nữa. Em á là em ăn cá, em thích ăn cái da cá này nè. Ăn nó béo béo. Mọi người nha. Nó phải. Cá này em bữa nó để nè, cá gì chị Long? Chắc biết, là cá bông lau mình đó. Cá bông lau hả? Nội ra sống nuôi bự quá ha. Nó còn đây không phải cá nuôi hồ nuôi ấy. Cái này chắc xấu nha. Ồ, cái vẻ nó bể. Ngon quá. Hay là tại mình đói rồi. Đói cũng có, ngon cũng có luôn. Đói cho thành cái gì cũng ngon. Tháng giờ cũng làm quá trời mà. Ngon. Dọn phòng ở dưới làm bông, còn em làm này. Đồ lan ngọt quá ha. Nó tươi đúng không? Cá. 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 Ngọt. Nhắc các phần đuôi. Dương ăn cơm chưa mà sáng giờ kêu ăn giờ còn e thẻ không ăn vậy? Đang ngồi ăn sao? Không có ăn đâu. Đang ngồi bếp tôi có ăn sao? Ngồi bếp rồi hả? Dạ. Sáng đừng ăn chịu không nổi. Đó quá bếp tôi ăn rồi. Bởi vì em nói là chờ gì lên nó chờ lâu á. Nó nói ăn trước thì kỳ. Không biết cô ăn được. Nói như cho gì thoải mái. Cái gì hay cái kiểu nhà ngại á. Được á. Ăn có bữa cơm này thật sự nhớ Việt Nam mới sợ như vậy. Ha. Việt Nam mình ăn cơm kiểu này. Canh chua cắt kho. Ăn vô. Bây giờ chị Lê Chị Long ăn cá luộc không hả? Ừ. Ăn canh chua nè. Chị mà ăn canh xong rồi chị nói à. Mẹ phải ăn sao? Kiếm gì? Không thấy nghe gì nó rung rung giận. Chân em nó đụng vô. Chị mà ăn canh xong là chị no luôn á. Ừ. Ăn được. Em ăn cơm em khoái ăn cái gạo của canh chua. Dớt gạo ăn. Cá thì sợ mất xương, cái lửa chỗ nào có xương mút. Bữa em dùng con cá này chị biết em tưởng cái gì không? Em tưởng con cá nhám. Là cá mập con á. Em tưởng cá nhám. Cá này cá không lâu. Bởi vì kho nó hợp gu. Dạ. Em sợ là mình mua nhưng mà không phải nó hả? Nhưng mà giờ đó đúng luôn. Cá mập nó đâu có rẻ dữ vậy. Nó mập lắm. Này gớt. Việt Nam mình kêu cá nhám nè. Dạ, cá mập con á. Là cá nhám. Chị kêu bây giờ ăn ta.
ăn nó cũng giống như cá này nhưng mà nó cái da nó dai hơn, nhưng mà cái thịt nó hơi dai hơn, thịt nó phải cứng hơn cá này nè, cứng hơn mà dai hơn. Đợt đó em có cơ hội ăn thử một lần, bà đó có mua cá nhám về ăn, em thử miếng sao biết được à, đồ ăn dân giàu ăn nó chưa bởi chị biết là cá mập nó mắc cho nên á người ta mời mình ăn mình cũng đâu dám ăn nhiều, nhiều quá sợ người ta xấu ruột. Nó không ăn là gì có ly cà phê đó thôi. Ừ. Trà sữa. Vậy lấy cái rau chị chấm với cái nước thịt này cũng ngon lắm chị Lâm. Chị không có chấm vô chị sợ nó hư, chị chan vô. Ờ chan vô. Dạ. Cơm không ăn gì đâu. Bỏ uống tỏi. Ăn luôn. Chấm nước mắm. Gắp vô chấm nước mắm ơi. Ở bên Việt Nam được á. Mấy bữa về em có nuôi hồ cá gì nè. Tát lên. Làm cái phần di này chị Long, bỏ riêng. Cái phần di này nè, bỏ riêng. Rồi còn cái phần cái thân cá thì làm mắm. Tại vì cái phần ghi này nó mỡ nhiều á, là mắm nó lên dầu. Rồi ghi làm gì? Nấu canh chua ăn. Nấu canh chua hoặc là kho hay nấu lẩu vậy đó. Nấu lẩu à. Cái này làm gì đây? Con chơi đi chút mẹ lau nhà luôn. Bữa em thấy nào ngoài đen á, ăn cá lóc với cá này nè, còn mấy đồng nữa, cá lóc con 3 đồng, còn cá này thì con 4 đồng 5 đồng nha, nguyên con luôn. Nó bán còn chứ nó bán thao hả? Nó bán nguyên con mà nó đóng vô cái bịch chị Long. Em nghĩ là nó cân rồi á, nó cân rồi cái nó để giá cho nó luôn. Khoái ăn 3 cái mỡ này cho nên mỡ cá cũng sao. Mà được con cá mỡ cá chứ còn mỡ heo là coi như tròn lụi luôn, khỏi đi luôn. Có như rác hết xuống đất rồi còn gì ăn uống nữa. Giờ là ngồi với quậy thôi chứ nãy giờ nãy lên tới đây này chị Lâm uống giật xuống bao nhiêu đó. Chị Tâm Mì có nói em á là em là chuyên gia ăn đồ Việt Nam, nấu to là nấu món Việt Nam không à. Còn chị thì bữa nào mà hỏi chị ăn cái gì thì chị nói à, chị ăn mấy cái món toàn đồ Mỹ mà. Xin lỗi mọi người vì đã không có để ý với mọi người và giao tiếp với mọi người qua camera nha. Em vẫn còn lọng cộng trong cái việc là quay video lắm. Mong mọi người thông cảm và yêu thương em nha mọi người. Em sẽ cố gắng điều chỉnh từ từ. Và cái buổi cơm ngày hôm nay đạm bạc đến đây đã kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn. Mọi người đã theo dõi video của em ngày hôm nay. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại vào những video sau. Bye.